Xin chào, các người không xem nhầm đâu. Đây chính là kênh YouTube của Lạc Lạc, nhưng là của 1.000 năm về trước. Ta là Hoàng đế Minh Minh, và ngày hôm nay ta sẽ dẫn các người đi một vòng quanh cung điện của ta để xem ngôn ngữ trong hoàng cung có gì khác so với thời hiện đại nhé. Chắc hẳn các người rất tò mò về cách mà ta gọi tên các thành viên trong hoàng cung phải không nào? Tất cả thần dân trong đất nước này đều phải gọi ta bằng một cái tên rất trang trọng: Hoàng thượng. Để ta nhờ vợ của ta đọc to và rõ ràng lên cho mọi người cùng nghe nhé. Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn xuy, vạn vạn xuy. Chính xuân. À quên, để ta giới thiệu luôn, đây chính là vợ của ta, hay còn gọi là Hoàng hậu. Ta thường gọi nàng ấy với một cái tên rất trang trọng, đó là Hoàng hậu, nghĩa là Hoàng sản tờ chi zi. Nói bé bé cái mồm thôi, cho ta còn ngủ. Dù có là vua, nhưng chắc chắn thì vua cũng vẫn phải sợ mẹ của mình, đó chính là Thái hậu. Từ này được phát âm là Thái hậu. Thái hậu. Hoàng sản tờ mù chị, mẹ của Hoàng thượng. Ngoài hai người thân cận với Hoàng thượng của chúng ta ra, thì trong cung còn những người khác nữa. Ví dụ như là các phi tần được gọi là nhãng nhãng, các hoàng tử, công chúa được gọi là hoàng tử, cung chủ, hay là còn có cả thái tử phi, thái tử phi là vợ của thái tử nữa. Để có thể có thần thái như ta, các người nhất định không được quên nói những cụm từ sau đây. Khi giao tiếp với ai, ta cũng rất hay dùng các cụm từ hay là từ chấm, trần, bổn vương, bẩn hoàng, quả nhân, quả nhân. Chắc các người chưa từng thấy những khi vua nổi điên lên và chỉ muốn ở một mình thôi, đúng không? Hoàng thượng à, người hãy diễn lại cảnh lúc đấy cho các bạn xem đi. Để xem thiếp khổ như thế nào. Được. Đâu cái quả thôi xa. Lùi hết xuống cho chậm. Dạ lùi. À quên, Hoàng thượng ơi, đã là cosplay thì Hoàng thượng làm cho chót đi. Hoàng thượng thử kể lại một cái biến cố gì đó đã xảy ra trong Hoàng cung mà Hoàng thượng đã phải dùng rất là nhiều câu kinh điển được không? Được rồi. Ngày hôm đó, ta phát hiện có một kẻ dám đột nhập vào Hoàng cung. Hắn ta chuẩn bị lấy được cái smartphone vô cùng quý giá của triều đình thì bị ta bắt quả tang. Đứng lại, chặn trụ. Dạ em đứng lại rồi ạ. Anh làm gì làm đi. Nhà ngươi thật to gan, tả tán, giữa chốn cung đình mà dám làm điều hồ đồ, hú nào. Dạ bẩm, chẳng giấu gì bệ hạ, gan em to là để lọc được nhiều chất độc hơn ạ. Im miệng đi, chủ khó. Nhà ngươi thật hỗn xược. Phẳng sự. Người đâu? Lá ra ra. Mau chó nó lại cho ta. Chu sổ. Dừng tay. Đó là sứ giả nước ngoài đến mượn điện thoại để học tiếng Trung của trường Lạc Lạc đó. Sau khi các người đã biết được hết những mối quan hệ xung quanh ta, thì hãy cùng xem cuộc sống trong hoàng cung có những điều gì thú vị nhé. Nàng có chuyện gì thế? Thiếp bỗng chợt nhận ra rằng mình không còn trẻ trung nữa. Chẳng mấy chốc mà còn không được đắc sủng nữa. Tứa chồng. Và sẽ rồi bị thất sủng, sư chồng, rồi bị đẩy vào lãnh cung, lồng cung. Thôi nào, nàng đừng buồn nữa. Không có nàng, ta mới còn nhiều nương nương trẻ đẹp khác cơ mà. Nàng không cần phải lo cho ta đâu. Ngươi dám nghĩ cản à? Ta đố các người biết, nhân vật nói nhiều nhất trong hoàng cung này là ai? Không phải là ta, mà đó chính là cái tên... Niang niang, vạn xuy, vạn xuy, vạn vạn xuy. Đấy,
cần gì phải giới thiệu, không nói đã biết tên nó là gì rồi. Thái giám Thái Triển, người đến đây làm gì? Mang theo cái bình hoa làm gì? Phượng thiên thắng duyên, hoàng đế chào yên. Đọc tiếng Việt đi. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Chiếu cái gì? Mang theo cái bình hoa mà cứ chiếu mãi thế. Thôi được rồi. Nhà ngươi đang nghe rõ thánh chỉ chưa? Nghe rõ rồi. Xie hoàng sảng lùng ân, tạ ơn long ân của hoàng thượng. Trần tuân chỉ, thần tuân chỉ. Rất tốt. Đi về đi, cầm cái bình hoa này đi. Rất tốt. Ta-da! Không còn hoàng thượng hay là hoàng hậu nữa, hay là thái giám nữa nhé. Chỉ còn có cô La La và thầy Minh Minh. Hai thầy cô đã cùng nhau hóa trang thành các nhân vật kinh điển để mang tới cho các bạn những câu nói hay và từ vựng thường xuyên xuất hiện trong phim cổ trang rồi đó. Xem phim mà nghe được những từ này thì hãy nhớ lại và cảm ơn Lạc Lạc đấy nha. Có một thử thách cho các bạn ngày hôm nay, đó là đố các bạn biết trong phim người ta còn hay gọi hoàng thượng bằng những từ nào. Hãy comment phía bên dưới các bạn nhé. Để nhận được những video mới nhất của Lạc Lạc, các bạn hãy nhớ ấn nút like, share, subscribe và nút chuông bên dưới để cùng đồng hành cùng với Lạc Lạc nhiều hơn nữa nhé. Và nếu như các bạn muốn học tiếng Trung một cách bài bản, có hệ thống và được tương tác với những giáo viên tài năng thì hãy tìm hiểu khóa học tiếng Trung giao tiếp online ngay tại đây nhé. Chào chị em.